Hôm nay thầy giáo xin giới thiệu với các học sinh, các thí sinh mà có nguyện vọng dự tuyển công chức và viên chức thì theo nghị định 161 ấy thì của chính phủ ấy thì môn kiến thức chung thì sẽ được thi trắc nghiệm trên máy tính. À, thi xong là máy máy tính chấm điểm và biết được kết quả luôn. Thì như vậy rất là khách quan và chính xác. Và ngày nay thi tuyển công chức là rất nghiêm túc cho nên các thí sinh phải nỗ lực cố gắng học tập là tốt thì mới có thể qua được vòng 1 Đó là cái vòng môn kiến thức chung Và môn tiếng Anh và môn tin học văn phòng Thế thì môn kiến thức chung ấy là rất là dài Mà thời gian làm bài trên máy tính là 60 phút với 60 câu Thì làm thế nào để có thể ôn tốt được cái môn này Thì à, thầy giáo thạc sĩ Lê Văn Quang à, Giảng dạy ở trường đại học à, Phụ trách cái hệ thống à, e-learning này thì, à, Cùng với các thầy à, giảng dạy ở trường đại học à, Biên soạn à, cái bộ uh, câu hỏi uh, ôn tập dưới hình thức trắc nghiệm cho học sinh ôn tập trên phần mềm này thì sau đây thầy giáo sẽ xin giới thiệu với học sinh cái cách uh, học tập mà với thời gian ít nhất mà hiệu quả cao nhất uh, thì chúng ta có thể học tại nhà và học bất kể địa điểm nào mà sử dụng điện thoại hoặc máy tính đều chúng ta có thể uh, trả lời trắc nghiệm trên máy tính được thì uh, uh, quý khách mà có nhu cầu sử dụng là uh, cái phần mềm này uh, và học ôn tập cái môn kiến thức thì liên lạc với à, các thầy giáo theo số điện thoại trên màn hình là 0912595654 hoặc 0943078123 thì sẽ được cấp cái ký danh và cái mật khẩu à, để chúng ta đăng nhập vào phần mềm. thì trong quá trình à, mà thi chính thức thì thí sinh cũng phải có số báo danh rồi có mật khẩu để đăng nhập vào phần mềm và làm bài thi của mình. thì chúng ta bên cạnh học kiến thức à, cái môn kiến thức chung chúng ta còn rèn luyện cái kỹ năng thực hành sử dụng thi trắc nghiệm trên máy tính với thời gian 60 phút 60 câu thì chúng ta phải rèn luyện cái kỹ năng này nữa thì chúng ta mới có thể qua được cái vòng 1. Chứ nếu chúng ta mà chỉ học lý thuyết không thôi mà chưa trải nghiệm được vấn đề thi thực hành trên máy tính với 60 phút 60 câu thì chắc rằng là cũng sẽ gặp khó khăn bỡ ngỡ trong quá trình là kỳ thi chính thức diễn ra. Thì đầu tiên chúng ta là đăng nhập vào phần mềm đó, chúng ta à, đăng nhập vào phần mềm chúng ta gõ cái hình thức trắc nghiệm com thế thì à, bước 1 đấy thì chúng ta chọn cái môn kiến thức chung đó. Thế sau đó là chúng ta chọn à, chúng ta trong cái phần mềm này có cả các cái file để chúng ta à, download về làm cái tài liệu tham khảo đấy, có rất nhiều các file này thế thì đầu tiên ấy, là chúng ta chưa làm bài như vậy bước 1 đấy là chúng ta học bài đã này, học trên phần mềm này thì học như thế nào Học cái giáo trình này như thế nào Chúng ta chọn à, lần lượt từng mã đề một Thế sau chúng ta cứ thực hiện đề thi Nhưng mà chúng ta chưa làm bài Đấy chúng ta chưa làm bài thế Chúng ta cứ chọn cái Chúng ta để ý đây có 60 câu Và thời gian làm bài 60 phút Hết 60 phút thì không làm được Thì bước một là chúng ta học thôi Học giáo trình thì chúng ta chọn finish đó, chúng ta chọn finish Sau đó là chúng ta nộp bài kết thúc để phần mềm nó sẽ cho chúng ta cái phản hồi cái đáp án lời giải của câu hỏi. Đấy, Thì đây là nó có cái màu màu vàng. Thì chúng ta chỉ cần đọc hệ thống câu hỏi thôi. Đấy. Giờ sau chúng ta là gì? Học các cái đáp án màu vàng để chúng ta biết được. Đấy. Thí dụ như là à, chúng ta đọc à, cái à, đề bài là Điều mấy của Hiến pháp năm 2013 quy định công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị xã hội. Đấy, thì chúng ta thấy rằng đây là điều 10, chúng ta thuộc lại cái điều 10. Đấy, thế còn dưới này lại nói là à, điều mấy của hiến pháp năm 2013 lại quy định Hội nông dân Việt Nam là tổ chức chính trị xã hội. Thì ở đây là điều 9, chúng ta phải thuộc điều 9. Thế thì thì lại có vấn đề là à, thi trắc nghiệm mà lại hỏi ngược lại, tức là chúng ta biết được cái điều này, à, biết biết được đề bài thì đáp án là là cái điều bao nhiêu. Thế nhưng mà lại có cái câu hỏi ngược lại là điều mấy của hiến pháp nước cộng hòa xã chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 xác định vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đã, thì đây là chính là điều 4. Đã, để đáp án điều 4. để vậy chúng ta thuộc đầu bài này, sau đó chúng ta gì? đã thuộc cái đáp án là điều 4. Đã, chúng ta ghi ra, ghi ghi nhanh cái 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 tờ giấy. Đã, để chúng ta có thể thuộc à, thuộc thuộc rất nhanh. Đã, thì, thì tiếp tục thì cô, cho các cái câu hỏi còn lại thí dụ như là hệ thống chính trị ở Việt Nam bao gồm các tổ chức nào thế thì chúng ta thuộc đây đáp án đây là câu hỏi nha đấy đây là chúng ta hỏi là lời giải này là Đảng Cộng sản Việt Nam rồi nhà nước cộng hòa xã chủ nghĩa Việt Nam mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội được pháp luật thừa nhận đấy chúng ta để ý là phải được pháp luật thừa nhận đấy cứ như thế là chúng ta học học hết cái giáo trình sau khi học hết giáo trình rồi thì là chúng ta bắt đầu là tiết thử làm bài, xem với chúng ta nhớ được cái bài bao nhiêu, à, chúng ta phản ứng nhanh, này, rồi chúng ta rèn luyện kỹ năng này, à, xem được bao nhiêu điểm này. À, là, vòng 2 là chúng ta bắt đầu thực hiện thực hiện làm bài à, trên à, máy máy tính, đó, thì chúng ta chấm này, các phương án này đã trong thời gian đăng còn làm bài, chúng ta chọn c thì sau đó chúng ta có thể à, thay đổi lại nếu thời gian à, đang đăng khoản và nếu thời gian hết rồi chúng ta thay đổi không được và chúng ta cũng không làm được bài nữa chúng ta để ý thời gian đây đấy thế thì uh, chúng ta để ý là đấy đó, đó. chúng ta kế chọn là đáp bán này đấy chúng ta chúng ta để ý này đấy chúng ta chọn này đấy. chúng ta làm bài chúng ta thuộc chúng ta học rồi mà thế thì, thì chúng ta để ý là đó. thế sau đó là chúng ta chúng ta chọn đề bài ví dụ chúng ta chọn thế thế sau đó là chúng ta nộp bài nộp bài kết thúc này chúng hết thời gian là mày không làm được đó. chúng ta nộp bài trước thì chúng ta cũng chọn là finish thế sau đó chúng ta nộp bài kết thúc nộp bài kết thúc đó. thì chúng ta đọc được chúng ta được bao nhiêu điểm nó hiện thị trên 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 đây chúng ta biết được điểm luôn giống như đi thi thật luôn biết được điểm rất khách quan những câu hỏi mà có màu màu xanh là là à, chúng ta làm đúng và đáp án của câu hỏi vẫn là màu da cam và những câu chúng ta trả lời sai Thì nó có màu đỏ Những câu trả lời đúng Nó có màu xanh Đấy. Thế thì chúng ta rút kinh nghiệm à, Chúng ta cứ cứ làm đi làm lại Đấy. Và thời gian làm bài 60 phút Đấy. Thì chúng ta thấy đây là một hình thức học rất là nhanh Đấy. Thì đầu tiên bước 1 Thì chúng ta cứ phản hồi để chúng ta học đề bài Và học cái, cái lời giải Bước 2 là chúng ta bắt đầu trực tiếp làm bài Với thời gian 60 phút Đấy. Để chúng ta có thể rút kinh nghiệm Thế thì là à, đây là một cái phương pháp học mà rất là thuận lợi thế thì học sinh và thí sinh có nhu cầu học cái môn kiến thức chung theo hình thức trắc nghiệm thì uh, liên lạc với các thầy qua số điện thoại 0912 595654 hoặc 0943078 sẽ được cấp cái mật khẩu để chúng ta đăng đăng nhập vào phần phần mềm để chúng ta mới thể thực hiện được Đấy, thì trên góc phải màn hình đây chúng ta chọn à, uh, cái địa chỉ là hình thức trắc nghiệm.com sau chúng ta chọn việt nam à, sau, có phải trên cùng màn hình này à, ta chọn đăng nhập thì sau đó chúng ta gõ cái ký danh đăng ký từ xa gọi là ký danh thì sau đó là chúng ta gõ cái mật khẩu thì chúng ta đăng nhập là nó sẽ vào được phần mềm thì cái mật khẩu này thì sẽ được cấp qua tin nhắn của thí sinh và học sinh à, điện thoại cho các thầy một lần nữa à, xin chúc các thí sinh à, ôn luyện tốt qua được cái vòng 1 à, là môn kiến thức chung và môn tiếng anh và môn tin học văn phòng và trên chân thành cảm ơn